Sau thời gian dài được kiểm soát, mới đây trên địa bàn tỉnh Cà Mau lại xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Ngành chức năng huyện đã tiêu hủy 63 con heo mắc bệnh. Ổ bệnh xuất hiện trên đàn heo của một hộ dân ở ấp 19. Ngành chuyên môn đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi chi cục thú y dùng 7 xét nghiệm. Kết quả mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Trước tình hình dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại, Ủy ban nhân dân huyện U Minh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương dập dịch, không để lây lan diện rộng.